Khi mà người chết đó là họ ghét hai việc, một là khóc, hai là đụng vào cái thân của họ đau lắm. Đau lắm. Ở trong kinh diễn tả đó là khi mà cái người chết mà cái người thân đến mà đụng vào cái thân của họ đó, họ đau đớn, nó giống như mình bắt cái con rùa mà mình nắm cái cổ để mình kéo nó ra hết, ruột gan nó ra hết, đau dữ lắm. Cho nên họ sân si. Hoàng đế Asoka sắp chết thì mới kêu quan đại thần lại, mới nói là đem vật chất của cải ở trong thành đó chia cho dân nghèo. Thì cái vị quan đại thần đó phản đối, phản đối cái việc làm của hoàng đế Asoka. Thế vì vậy cho nên hoàng đế Asoka khởi lên cái niệm sân si, đọa địa ngục liền. Là quý vị thấy được, chưa đụng mà chỉ có cãi thôi, cãi thôi là nổi lên cái sân si, đọa địa ngục. Vì vậy cho nên là chúng ta không nên đụng vào cái thân của người chết. Mà người mình thì hai cái việc đó người ta thích làm lắm. Có khi có người chết rồi, con cái nó tới, đứa thì nắm cái tay khóc, đứa thì nắm cái chân khóc, đứa thì ôm cái đầu khóc, như là có vẻ thương tiếc lắm. Nhưng mà thực sự ra cái người chết họ không thích cái đó, đau đớn lắm. Cái thứ hai là khóc. Vậy nếu như mình khóc mà con cháu thân bằng quyến thuộc khóc, tức là cái sự luyến mộ đó, cái ái nhiễm đó, họ trở lại trong gia đình của mình. Thầy kể dưới Trà Ôn có cái ông bà Chiếu đó quý vị, nghe ông làm bác sĩ thú y, chuyên môn chích chó. Chó vàng, chó đỏ, chó ngoại, chó nội gì trong cái làng đó là ông chích thôi. Khi mà ông chết rồi thì ông đầu thai vô là con dâu ông đẻ ra thằng cháu nội đó là ông. Bây giờ cái thằng nhỏ nó lớn rồi, nó kể chuyện chó không? Chó nhà ai nó kể hết. Chó vỏ, chó vàng, chó đen nó kể hết. Mà cái chuyện hiện tại nó không biết, mà cái chuyện quá khứ nó biết rồi. Vì nó là bác sĩ thú y cho nên nó kể cái chuyện chó không? Bây giờ nó trong gia đình sợ quá mới dẫn vô chùa tu. Dẫn vô chùa tu. Thì ai dẫn là thì cháu nội dẫn ông nội đi tu. Vì vậy cho nên khi mà mình khóc, mình kể là cái nghiệp ái nhiễm, tức là họ trở lại trong gia đình. Cho nên người tu tịnh độ là cần khuyên lơn nhắc nhở, khi trong gia đình mình có người chết là không nên đụng vào cái thây của họ, và không nên khóc, mà nên để tâm niệm Phật. Niệm Phật chứ hai cái việc đó không nên làm. Cho nên như vậy mà cái hành giả niệm Phật sau khi chết rồi thì cái nhân là họ niệm Phật là lúc hấp hối họ thấy cái cuồng phim nó quay lại rồi. Bây giờ thì họ chết rồi thì gì? Cái hoa sen ao thất bảo có tên của họ đó bay về trước mặt rồi đó. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Bây giờ Đức Phật A Di Đà và thánh chúng cùng với cái hoa sen ở bên ao thất bảo bay về trước mặt của hành giả niệm Phật đó. Này gọi là giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Lúc bấy giờ các vị thánh chúng và Đức Phật Di Đà đến trước mặt con người đó lai nghênh tiếp dẫn cái hoa sen của họ đó. Kỳ nhân lâm mạng chung thời, đó là tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Bây giờ cái người lâm chung đó, cái người chết đó mà tâm không điên đạo thì liền liền được vãng sanh. Cái chuyện đó đương nhiên rồi. Đó là nhân niệm Phật thì cái quả vãng sanh. Mà cái đoạn kinh này nói là
cái người niệm Phật đó, cái hành giả đó là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đạo tức đắc vãng sanh. Thế bây giờ người ta đặt câu hỏi, người ta hỏi là người niệm Phật mà đến giờ phút đó tâm điên đảo thì có được vãng sanh không? Trong kinh nói là tâm bất điên đảo thì được vãng sanh, còn cái hành giả niệm Phật bây giờ này mà tâm điên đảo thì có được vãng sanh không? Thì người ta trả lời là không được vãng sanh. Bởi vì kinh nói, chúng ta giải thích như vậy là nói oan cho Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật A Di Đà phát nguyện tiếp dẫn chúng sinh hai đối tượng, một là nhất tâm, hai là đối nghiệp. Như vậy là cái hành giả niệm Phật mà đến giờ phút cuối cùng rồi, nhất tâm bất loạn là tự lực tự họ vãng sanh. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là cái nghiệp họ còn, tức là còn tham, còn sân, còn si, còn nhớ tiền, nhớ của, nhớ con, nhớ cháu, tức là còn nghiệp mà được vãng sanh, đó là tha lực, cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp. Ê, thì trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có một cái đoạn thế này: vua Di Lăng Đà hỏi đại đức Na Tiên Tỳ Kheo, vậy thì cái nghiệp của trẫm nặng, nào là tham, nào là sân, nào là si, tà kiến, si mê, nghi ngờ, nhiều chuyện đó. Thế thì làm sao mà trẫm giảng sanh được? Chỉ có cái người niệm Phật đến giờ phút cuối cùng là nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sanh. Còn như cái người mà nghiệp nặng, dù hiện thế họ cũng có niệm Phật nhưng mà nghiệp họ nặng quá thì làm sao họ được vãng sanh? Đại đức Na Tiên Tỳ Kheo mới trả lời với vua Di Lăng Đà thế này: cái cục đá bằng cái trứng thôi, đại dương bỏ xuống cái mặt nước nó chìm sát đáy. Cục đá bằng cái trứng thôi. Thế thì tại sao một cái tảng đá hàng cả trăm tấn mà người ta di chuyển qua biển Đông được? Có phải nhờ chiếc tàu không? Nếu cái tảng đá này không nhờ chiếc tàu thì vẫn chìm như cái hòn đá bằng cái trứng. Vậy chiếc tàu là dụ cho đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Còn cái tảng đá nặng trăm tấn đó là dụ cho cái nghiệp của chúng ta. Thầy trò của chúng ta ở đây mà không nhờ cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì nhất định vào địa ngục hết. Bây giờ ở chùa Phật Tổ này quý vị niệm Phật mấy người được nhất tâm? Mấy người? Không có người nào hết. Nói chắc vậy đó, không có người nào hết. Nhìn như vậy tức là làm sao mình được vãng sanh? Vậy cho nên chúng ta nhờ cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà, Ngài đã phát nguyện rồi: khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh chấp trì danh hiệu của tôi mà niệm, từ một niệm cho đến mười niệm, mà khi lâm chung không về nước Cực Lạc, tôi thề không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Là Ngài phát nguyện. Vì vậy cho nên là hai đối tượng nhất tâm là người đó niệm Phật đến giờ phút cuối cùng là tâm không điên đảo, đó là tự lực. Còn hành giả niệm Phật đến giờ phút cuối cùng nhắm mắt mà nghiệp còn tham sân si, nhờ cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà, Ngài tiếp dẫn, đó gọi là đối nghiệp vãng sanh.
Tức là ngày Ngẫu Ích Đại Sư là một, Thiện Đạo Đại Sư là hai. Hai cái vị được là tổ của Liên Tôn Tịnh Độ giải thích cái điều đó rõ ràng. Cho nên hành giả chúng ta không nghi ngờ, không nghi ngờ. Vì ngày tiếp dẫn hai đối tượng nhất tâm và đối nghiệp. Năm ngoái thầy giảng ở bên chùa Linh Sơn ở bên Úc, ở bên Melbourne, đang giảng như thế này, có một cô Phật tử đó, cô đứng dậy cô hỏi thầy thế này: thưa thầy, con tu niệm Phật nay là 30 năm, con không nghi ngờ gì hết, nhưng mà có cái điều con thấy là trái với nhân quả. Con xin trình bày ở đây để thầy giải thích cho tất cả bạn đồng tu mình được hiểu. Thầy mới nói: cô cứ trình bày cho thầy nghe rồi. Thì Đức Phật tiếp dẫn hành giả niệm Phật mà nhất tâm thì con không có bạn, bởi vì nhất tâm là tự lực, con không có bạn. Nhưng mà cái đối nghiệp đó thì hành giả con nghiệp mà Đức Phật Di Đà lai nghinh tiếp dẫn, khi về tịnh độ cái hành giả nó có trả nghiệp không? Mà nếu không trả nghiệp thì trái với nhân quả. Con đọc lịch sử của Đức Phật, con thấy rằng Đức Phật ăn lúa ngựa và bị Đề Bà Đạt Đa xô đá, cái chân của Ngài chảy máu. Ngài nói Ngài trả cái túc nghiệp. Vậy thì hành giả còn nghiệp mà vãng sanh về cực lạc phải trả nghiệp. Mà nếu không trả nghiệp là trái với nhân quả. Như vậy mình quỵt nợ đó, mắc nợ mà không trả nợ, tức mình quỵt nợ đó. Cái câu đầu cổ hỏi như vậy. Thầy nói cảm ơn. Thầy hoằng pháp năm nay là 42 năm. Ra trường năm 73. Việt Nam chưa ai hỏi thầy cái câu đó hết. Chưa ai hỏi. Nhưng mà hôm nay qua Úc là quý vị bên đây hỏi. Thầy cảm ơn. Thôi để thầy giải thích cho quý vị nghe. Không thể trái với nhân quả được. Người tu theo đạo Phật, học giáo lý của Đức Phật, ta tuyệt đối phải tin nhân quả. Vì Ngài dạy, người ta không tin bất cứ một tôn giáo nào, nhưng người ta không thể không tin nhân quả, vì nhân quả không phải là tôn giáo. Nhân quả là một quy luật khách quan tự nhiên. Nhân thì quả, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Người thế gian họ không có tôn giáo, họ cũng nói được gieo gió gặt bão, thì đó là cái quy luật khách quan tự nhiên. Thì tại sao lại có cái chuyện là trái với nhân quả, là quỵt nợ là sao? Thế thì trong kinh nói thế này: cái người vãng sanh về tịnh độ, thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, mà cái hàng hạ phẩm là nghiệp họ còn. Cho nên nhờ cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà mà người đó được vãng sanh về hạ phẩm, ngồi trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp sen mới nở. Ở thượng phẩm thì từ 1 ngày tới 7 ngày sen nở. Ở trung phẩm thì 1 ngày đến 49 ngày sen nở. Nhưng mà ở hạ phẩm thì phải một tiểu kiếp sen mới nở. Tại sao ở lâu như vậy? Bởi vì cái công quân tu tập của cái hành giả này yếu kém, còn nghiệp, cho nên phải ngồi trong cái hoa sen đó. Và cái y báo của tịnh độ, đó là cây nước, ao hồ, chim rừng bên tịnh độ đều biết thuyết pháp. Cái hành giả ngồi trong cái hoa sen đó, còn nghiệp đó, hằng ngày nghe pháp, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo, vân vân. Họ tu tập. Phải tu tập. Đến bao giờ nghiệp dứt thì sen nở, chứng quả đồng với hành giả ở thượng phẩm. Như vậy là
không có quỵt nợ mà đúng với nhân quả. Bởi vì cái nhân của mình tu còn nghiệp thì mình phải ở trong cái hoa sen đó mà tu tiếp, cho đến khi nào nghiệp dứt thì sen nở. Như vậy không phải là quỵt nợ mà đúng với nhân quả. Nhờ cái vị đó họ hỏi, và để nhân đó mà thầy trả lời với vị. Một câu hỏi thứ hai nữa, cũng ở cái đạo tràng đó. Cái vị cư sĩ này là người nam, đứng dậy nói: thưa thầy, con được nghe một cái băng của một thiền sư nói thế này: thiền tông chấp nhận là nhất tâm bất loạn vãng sanh, thiền tông không chấp nhận là đới nghiệp vãng sanh. Tại sao? Vì cõi nước cực lạc của Đức Phật Di Đà là cõi thuần tịnh, không còn tham sân si. Thế bây giờ cái người còn tham sân si mà họ về bên cực lạc đó, họ làm rối cho nước cực lạc, họ làm loạn nước cực lạc, không thể có chuyện đó. Như vậy thì theo quan niệm của thầy tu tịnh độ, thầy giải thích như thế nào? Là cái vị cư sĩ đó đặt cái vấn đề đó là thiền tông chấp nhận là nhất tâm bất loạn thì đồng với thiền định, thiền tông, nhưng mà đối nghiệp vãng sanh thì thiền tông không chấp nhận. Trong đó có giải thích là cái cõi cực lạc của Đức Phật Di Đà là cái cõi thuần tịnh, không có nghiệp, không còn tham sân si. Vậy thì cái hành giả này còn nghiệp mà được vãng sanh về nước cực lạc là họ làm rối cho cái nước cực lạc, họ làm loạn cho nước cực lạc, họ làm bẩn đi cái nước cực lạc, cho nên thiền tông không chấp nhận. Thầy không trả lời, thầy nói: thôi, công việc cũng nhiều lắm, để thầy đi hết các ban, thầy đi hoằng pháp xong thầy trở về thầy trả lời. Tức là ý thầy không muốn trả lời. Nhưng lên trên Rích Bình thì cái chùa Linh Sơn ở trên cái tiểu bang đó là chi nhánh của Linh Sơn ở dưới Miêu Bình, thì cũng là tu tịnh độ. Thì tối hôm đó thầy giảng ở chùa Linh Sơn ở Rích Bình thì mấy ông đạo hữu đó ổng dí thầy nè, bắt thầy phải trả lời. Giờ hết đường rồi, dưới này cũng Linh Sơn, lên này cũng Linh Sơn, anh em với nhau cùng một môn phái, giờ làm sao thì né được. Thôi thì trả lời. Hồi thầy học thì học hết 10 tông phái của đạo Phật: thiền tông, mật tông, pháp hoa tôn, pháp tướng tôn, di thức tôn, thì học hết 10 tôn. Nhưng mà thầy tu tịnh độ, thầy không có tu thiền. Biết thì biết, nhưng mà cái sở trường của thầy là tu tịnh độ, chứ cái sở trường không phải là thiền. Biết vậy thôi, bây giờ biết sao thầy nói vậy, chứ mình biết mà không nói thành là bất nhân thì phải nói như sao. Tức là thiền tôn thì tứ quả sa môn, cái quả đầu tiên của thiền tông tức là tu đà hoàng. Tu đà hoàng gọi là dự lưu, tức là mới dự vào dòng thánh, mới diệt được vô minh hoặc và trần sa hoặc là chưa diệt được. Thế thì tại sao người ta chứng quả? Rõ ràng thiền tôn nói thế thì cái quả vị tu đà hoàng này không phải ngang đó thôi, mà phải tư đà hàm, a na hàm, a la hớn mới chứng quả. Là tứ quả sa môn là a la hớn quả, thì từ cái tu đà hoàng này phải là ba cái cấp bậc tu nữa mới lên a la hớn, còn tu nữa mà. Như vậy là tịnh độ sao? Người vãng sanh về tịnh độ ở hạ phẩm hạ sanh là ngồi đó tu, nghe chim ca lăng từng giờ, cây nước ao hồ chim rừng bên tịnh độ biết thuyết pháp, thì hành giả ngồi trong cái hoa sen đó mà tu, đến bao giờ nghiệp dứt thì sen nở. Như vậy là tịnh độ và thiền tông thì giống nhau chứ có khác đâu.
Thôi thì đại khái lo tu đi, đừng có tranh luận mệt quá. Tu thì dở mà tranh luận thì giỏi. Thầy không bắt được. Bây giờ nói thế, niệm niệm Phật hai phe, niệm Phật không cũng hai phe nữa. Hồi thầy học ở ngoài Hải Đức, ở ngoài Nha Trang đó, thì hòa thượng Trí Nghiêm, hòa thượng dạy, hòa thượng nói Phật còn có phe nữa mấy chú. Thầy giơ tay thầy hỏi: bạch hòa thượng, Phật sao có phe? Ngài cười, ngài nói đó, Di Đà với Quan Âm Thế Chí chứ không có đứng lộn với Văn Thù Phổ Hiền. Thích Ca thì đứng với Văn Thù Phổ Hiền chứ không có đứng chúng với lời Quan Âm Thế Chí, đúng không? Phe phe. Nghe cũng hay. Cái bữa đó cái thầy chở ba cái tượng Tam Tôn về Di Đà Quan Âm Thế Chí. Rồi thầy mới nhờ mấy ông đạo hữu đó mới khiêng lên bàn, mở cái thùng ra rồi khiêng lên lên bàn. Thông thường đó thì Đức Phật Di Đà đứng chính giữa thì người ta biết rồi, hai cái vị hai bên này, bên nào là Quan Âm, bên nào là Thế Chí, thì họ mới bê cái tượng Thế Chí họ để qua bên cái tượng Quan Âm bên tay mặt đó, kéo xuống kéo xuống kéo xuống. Khổ vậy đó, đứng với Đức Di Đà hai bên mà lộn tả hữu thôi còn kéo xuống nữa, phải cái phe không? Thầy trò mình đây cái phe nữa, cái phe niệm Phật. Thì cái gia đình này là năm người, mà hai cái chú con trai đó tu thiền, mà hai ông bà với đứa con gái đó tu tịnh độ, hai phe. Hôm đó thì đưa cái ông chồng vô trong bệnh viện, thì bác sĩ mới nói rằng bệnh tình của ông đã trầm trọng lắm, không qua 24 giờ đồng hồ. Bà mẹ bà mới điện cho hai cậu con trai nói: con ơi, mẹ đưa bố vào bệnh viện, bác sĩ cho biết rằng bệnh tình của bố đó trầm trọng lắm, không qua 24 giờ. Tụi con niệm Phật để hồi hướng cho bố. Bởi vì bà niệm Phật, cái quán tính của bà nghĩ là ai cũng niệm Phật như bà thế. Hai cậu con trai nó trả lời, nó nói: thời buổi này niệm Phật là lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn, trời ơi, có con mà nó nói vậy đó, nó chê niệm Phật lạc hậu lắm. 2 giờ chiều hôm đó đây, ông chồng của bà chết, bỏ vô cái phòng lạnh đó. Tối bà về nhà bà mới nghỉ, ông về ông báo mộng, ông nói: tôi chưa có chết sao bà bỏ trong phòng lạnh. Sáng bà kêu cái cô con gái đó mới lái xe mới chở mẹ vô, mẹ thăm coi bố mày về, mà mách bảo với tao là nó báo mộng nó chưa chết. Bà vô cái nhà hoàng là bà yêu cầu cái người phụ trách đó, mở ra ổng còn thở, cái trái tim nó còn thở. Bà mới gọi ông bác sĩ trưởng khoa lại, ổng bà mới càm ràm, bà nói: mấy ông làm việc thất trách, chồng tôi chưa chết đem bỏ phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói: cái phòng đó mà bà bình thường vô nằm 10 phút chết, âm 30 độ, bà làm gì mà chiều 2 giờ chiều hôm qua, một đêm nay buổi sáng này mà sống. Tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu. Tôi báo cho bà biết đó là vấn đề tâm linh chứ không phải sống chết. Rồi bắt đầu bà mới xỉu, thì con gái mới chở bà vô bệnh viện ra cấp cứu. Bà nằm trong bệnh viện đó, ổng về ổng nói với bà là: bà niệm Phật cho tôi mới chết. Ổng về báo mộng lại, bà mới kêu cô con gái đó lên chùa Hoa Nghiêm á, thưa với thầy trụ trì nó cho ban hộ niệm đó, vô trong nhà hoàng nó niệm Phật cho bố, bố mày về nói với tao là niệm Phật ông mới chết. Cô con gái nó xách xe nó lên chùa Hoa Nghiêm, thì bữa đó chùa có cái lễ trai tăng cho nên thầy trụ trì đi không có được, thầy cho là trong đạo tràng là 6 người vô trong nhà hoàng nó niệm Phật.
Thì khi mà ban hộ niệm này đến cái nhà hoàng đó, thì cái cô con gái mới điện cho hai người anh ấy: bố ơi, anh ơi, bố còn sống chưa có chết, hay anh về thăm bố đi. Thì hai người con trai nó nghe em mình nó báo là bố còn sống, cho nên hai chú mới lái xe đến cái nhà hoàng đó. Thì đứng đó chứng kiến là sáu người trong chùa Hoa Nghiêm đó niệm Phật một tiếng đồng hồ, ông chết thiệt. Đó là câu chuyện có thiệt ở bên Úc. Thì hôm đó thầy giảng ở chùa Liên Trì, thì cái gia đình đó họ tới họ mới kể cho thầy nghe là như vậy đó. Thầy nói thôi để chiều nay tôi tới nhà đó tôi đốt nhang cho ông, và tôi kể chuyện đó quý vị nghe. Thì 2 giờ chiều mà thầy tới cái nhà đó, thì cái bằng linh của ông thợ nhà đó, thầy thắp nhang, thầy mới kêu mấy người đó ngồi xuống. Thầy ngồi xuống dưới cái sàn đó, thầy kể chuyện cho quý vị đó nghe rồi. Nếu ở Việt Nam đó, thì có cái trường hợp là cái người chết họ sống lại gọi là hồi dương, nhưng mà cái thây chết đó để ở nhà mới có chuyện hồi dương. Hồi nhỏ thầy ở chùa Thiên Phước ở Cai Lậy đó, quý vị biết sư phụ thầy dẫn đi hộ niệm cho cái bà đó. Bà chết rồi nha, liệm vô quan tài rồi, mà cái nắp đậy còn một khúc thì chờ đứa con gái trên Bình Dương về, cái khăn đắp mặt nó nhúc nhích, người ta phát hiện mở bà ra, bà sống được 5 tháng. Chết lại lần nữa, rồi cũng liệm kỳ này cẩn thận lắm, bà sống lại đem bà ra, bà sống được 3 tháng. Chết lần nữa, tức là bà già đó chết 3 lần. Nhưng mà ở tại nhà, còn ở đây để trong cái phòng lạnh này làm sao mà có cái chuyện hậu dương. Bên nước ngoài nó khác, ở trong nước của mình nó khác. Thế thì lý do là hai người con trai của ông nó chê bai cái pháp môn tịnh độ, nó cho là lạc hậu. Bà mẹ thì buồn, bà buồn dữ lắm. Cho nên ông nằm trong cái phòng lạnh đó mà ông hiện lên cái tướng đó là còn thở, để cho hai đứa con trai nó về nó chứng kiến rằng là đạo tràng chùa Hoa Nghiêm niệm Phật, ông mới chết. Như vậy là ông hiện lên cái tướng là nằm trong cái phòng lạnh đó mà còn thở, báo mộng cho bà vợ rằng tôi chưa chết, sao bà bỏ phòng lạnh. Sau khi đưa bà vô trong bệnh viện cấp cứu thì bà ông báo mộng cho bà biết là phải mời ban hộ niệm chùa Hoa Nghiêm đến niệm Phật cho ông. Thì bây giờ cái người con gái, người em út mới điện cho hai người anh là bố còn sống, anh về thăm bố. Hai người anh mới nghe là bố còn sống cho nên lái xe về đó, là chứng kiến là ban hộ niệm niệm Phật thì ông mới chết. Như vậy để chứng tỏ rằng pháp môn niệm Phật là mầu nhiệm, là tối thắng, chứ không phải lạc hậu như hai cái người con trai của ông phỉ báng pháp môn niệm Phật. Đó là cái chuyện để quý vị thấy mầu nhiệm tối thắng, tối thượng thừa, chứ không phải cái chuyện bình thường. Nhưng mà người ta không tin. Bởi vì sao? Ta không có cái duyên với tịnh độ, ta không có cái duyên với Đức Phật Di Đà, nên ta không tính như thôi. Nói đến Phật Pháp là phải có duyên. Như vậy có nhiều người nói là người tu tịnh độ chỉ niệm Phật A Di Đà, không niệm Phật nào hết. Thì nói như vậy không có trật. Bởi vì cái danh hiệu Phật Di Đà là Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. Niệm Phật Di Đà là niệm tất cả các đức Phật ở trong sắc trần quốc độ, Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật, trong hồng danh mình niệm đó. Nói như vậy là cũng không có trật. Nhưng mà không nên nói như vậy. Tại sao? Thầy đến cái chùa Phật Tổ này thầy thuyết giảng, ai dọn cơm cho thầy ăn, ai dọn phòng cho thầy nghỉ, ai chế trà cho thầy uống, thầy nói thầy không biết ai hết. Nói như vậy được không?
Thầy phải mang ơn thầy trụ trì, thầy phải mang ơn nhà bếp, thầy phải mang ơn thị giả. Có tất cả những cái duyên đó thầy mới ngồi cái pháp tòa này thuyết pháp, chứ không thể thầy không biết ai được hết. Như vậy Đức Thích Ca Mâu Ni là cái vị Phật hiện tại nói kinh Di Đà, nói kinh Vô Lượng Thọ, nói kinh Thập Lục Quán, mình mới biết tịnh độ, mình mới biết Phật Di Đà. Bây giờ mình không biết Phật Thích Ca, mình nói vậy sao nghe nó kỳ quá, khó nghe quá. Cho nên thầy nói Phật nào mình cũng kính, Phật nào mình cũng niệm, hiểu không nào? Nhưng mà mình nguyện vãng sanh về Cực Lạc vì mình gieo duyên với Phật ở Di Đà. Mà cái công ơn Đức Thích Ca Mâu Ni nói cho mình mới biết. Như vậy thầy trò mình có về tịnh độ thì trước khi về đó thì lại Phật Thích Ca Mâu Ni trước rồi mới về nha. À, phải lại trước rồi về, nó khoan đã. Mình nói với Phật Di Đà khoan đã, để con lại Đức Thích Ca rồi con về. Ôi sao vậy? Ngài không có nói, con đâu có biết. Ngài Phật quá khứ ở xa mà. Cho nên để con lại Phật Thích Ca rồi con về. Đúng không? À, vậy. Không nên nói cái câu đó. Bây giờ cái pháp môn niệm Phật đó, nó có hai cái việc này nè, gọn gàng và thù thắng. Ở Việt Nam thì cái đạo tràng của Hoằng Pháp thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đạo tràng của Hòa Thượng Trí Tịnh ở Vạn Đức là A Di Đà Phật. Nhưng mà không có chống nhau. Không có chống nhau. Vì nó gọn mà. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ mình bỏ bớt hai chữ là A Di Đà Phật cũng được. Không sao hết. Bây giờ bỏ thêm hai chữ nữa, Mô Phật cũng được. Ví dụ như là có cô Phật tử Diệu Mỹ, cổ về cổ làm công quả của chùa, thầy trụ trì mới gọi Diệu Mỹ, thầy nhờ chút đi. Thì đúng ra cô Diệu Mỹ cổ mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Thầy gọi Diệu Mỹ, thầy nhờ chút thầy Mô Phật. Mà thầy biết Diệu Mỹ niệm Phật không có rầy, niệm Phật đó, nhưng mà có Mô Phật thôi. Cái chuyện gấp rút mà ở đó Nam Mô Đà Phật nó dài dòng, niệm Mô Phật. Tức là mình lược bớt đi bốn chữ, còn chữ Phật không à. Quý vị có xem cái phim bà Lưu Vĩnh Khương bên Đài Loan bà niệm Phật không? Khi mà bà hấp hối thì con cháu bà đứng chung quanh niệm Phật, bà nằm trên giường bệnh bà Phật, Phật, Phật. Giờ đó hơi đâu nữa mà niệm sáu chữ, hơi đâu mà niệm bốn, một chữ còn chưa được, hết hơi rồi, Phật, Phật. Vậy mà thiêu bà có xá lợi, có một chữ thôi. Như vậy là từ sáu chữ, còn bốn chữ A-di-đà Phật, hai chữ là Mô Phật, một chữ Phật, có kết quả. Vậy là gọn gàng. Người dốt niệm cũng được, người trí thức niệm cũng được, người bình dân niệm cũng được, giàu niệm cũng được, nghèo niệm cũng được. Gọi là cái pháp môn dễ tu. Dễ tu. Đó gọi là gọn gàng. 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 Như vậy tức là cái cách lại Phật ngũ thể đầu địa, tức là cái trán của mình, hai cái cùi chỏ của mình, hai cái đầu gối của mình là phải sát đất, cái lưng phải ngay, tức là hai cái tay của mình chắp sát lại, cái lòng bàn tay khít lại là hiệp chưởng, cái ý, cái ấn hiệp chưởng, tức là cái lòng bàn tay nó không có úm úm vậy được mà phải sát như thế này, sát thế này. À, con mắt mình á là dòm xuống cái ngón dài nhất của cái bàn tay mình, để vô cái ức này, cái cục xương chỗ này mình để vô cái ức này, con mắt mình dòm vô cái này rồi, thì ở ngoài họ nhìn vô đó là một hai phần nhắm một phần mở, chứ không có ngước lên, cũng không có nhắm mắt, mà phải dòm ở cái ngón tay giữa của mình để vô cái ức của mình chỗ cái này để được.
Và khi mình lại xuống thì đưa cái này lên cái trán rồi ngồi xuống.